Kính thưa quý vị, sau khi những hình ảnh từ hiện trường khai thác 160 tấn cá bè vàng tại vùng biển Quảng Trị được đăng tải, một số người đã bày tỏ nghi vấn rằng số cá này đã bị chết, nổi lờ đờ do bị đánh bắt bằng mìn hoặc một nguyên nhân nào đó. Từ đây, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ về độ an toàn của toàn bộ số cá. Đây là video được ngư dân quay vào ngày 10 tháng 3. Có thể thấy khi bắt đầu đánh bắt, số cá này đang bơi lội rất khỏe mạnh. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên vào chiều 14 tháng 3, ông Lê Văn Tuấn, trú thôn Xuân Lộc, xã Do Việt, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, chủ nhân của 160 tấn cá này, khẳng định không hề sử dụng chất nổ để đánh cá. Lý giải về việc cá bè vàng chết sẽ nổi lên mặt nước, ông Tuấn cho hay vì trong cơ thể loài cá này có bong bóng khá lớn, nhờ đặc tính này nên ông mới khai thác được toàn bộ 160 tấn. Nếu là các loài cá khác, rất có thể đàn cá sẽ kéo chìm hoặc rách lưới. Cũng theo ông Tuấn, với 160 tấn cá bị nhốt vào trong lưới suốt 3 ngày, 3 đêm, thì việc thiếu oxy, đuối dần, có con bị chết cũng là điều dễ hiểu. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, cá biển phải di chuyển nhiều để lấy oxy. Vì thế, khi một lượng cá quá lớn bị bao vây trong mẻ lưới chật chội dẫn đến thiếu oxy và chết dần là điều bình thường. Hơn nữa, người làm nghề lưới vây không thể nào đánh thuốc nổ bởi vì làm thế cá sẽ bị vỡ bụng. Và trên thực tế, không có con cá nào trong 160 tấn cá bè vàng bị vỡ bụng. Kính thưa quý vị, như thanh niên đã thông tin, từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3, ngư dân Lê Văn Tuấn đã vây bắt được mẻ cá bè vàng lên tới 160 tấn ở vùng biển gần đảo Cồn Cỏ. Đây được xem là mẻ cá kỷ lục tại địa phương. Kính mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.